bán cây ngọc bút ạ. Đấy nha, bạn thấy đây là những cây ngọc bút của nhà mình. Thì cây đang còn rất là nhiều nụ các bạn nhé. Hoa màu trắng ạ, rất là đẹp ạ. Chi chít nụ nữa. Các cây đã đều được trong bầu rất đảm bảo rồi ạ. Thì về các bạn chỉ cắt bầu ra là trồng xuống là cây phát triển đang ở trong bịch về mà cho đất nó phát triển rất là mạnh luôn ạ. Các bạn mà ai muốn mua những cây ngọc bút như thế này thì liên hệ với nhà mình nhé. Cây cao khoảng tầm 40 phân các bạn nhé. 40 hơn 40 ạ. Chỉ chít nụ và hoa nữa. Cảm ơn các bạn.